tại buổi tập huấn các chuyên gia của học viện hành chính quốc gia hồ chí minh đã chia sẻ về chuẩn mực đạo đức văn hóa nơi công sở các quy định và nguyên tắc công sở biểu hiện qua lời nói thái độ hành vi hành động phù hợp hợp lý nhằm đáp ứng kỳ vọng chờ đợi và nhu cầu của công dân với mục tiêu hình thành phong cách ứng xử lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức thủ đô đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan người đứng đầu các phòng ban đơn vị tổ chức thực hiện công vụ và gương mẫu chấp hành văn hóa công vụ, chuyển đổi từ nền văn hóa hành chính nặng nề về quản trị sang nền hành chính phục vụ nhân dân. Bên cạnh việc thực hiện đạo đức ứng xử trong công vụ thì các công chức viên chức của thủ đô còn được tập huấn về chuẩn mực ứng xử với công dân và tổ chức ở bên ngoài công sở như việc gương mẫu thực hiện tuyên truyền, vận động gia đình, người thân, người dân tham gia thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hương ước quy ước đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đồng thời gương mẫu chấp hành và vận động người thân thực hiện các nội quy quy tắc cộng đồng không vi phạm các quy định về đạo đức về thuần phong mỹ tục bản sắc văn hóa dân tộc